Kính bạch Đức Thế Tôn, tiếp theo chúng con xin đọc bài kệ Truyền Bí Mật Thiền Tông cho các Phật tử Thiền Tông Trần Gia Quận, Nguyễn Thị Thuận, Lê Bảo Trang, Nguyễn Bạch Quốc và Lâm Trường An, để các vị trở thành là các Phật gia Thiền Tông. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con đọc bài kệ Truyền Bí Mật Thiền Tông cho các Phật tử Thiền Tông ở trên. Ngày xưa sen nở Liên Sơn, Như Lai đại thiền quý hơn ngọc vàng, truyền qua nhiều nước gian nan, đi qua các chốn hiện an nơi này. Chúng con nghe dạy của thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay các vị Trần Văn Quận, Nguyễn Thị Thuận, Lê Bảo Trang, Nguyễn Hoàng Phước và Lâm Trường An có duyên, chúng con truyền thiền cấp chí cho các vị. Quý vị kia biết được không ông? Cứ để Phật tánh của mình là thôi. Chúng con như vậy phải rồi, không xem vào lời tánh Phật của ta. Tất cả những vị hộ ra, chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền. Hôm nay quý vị có đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy thầy ta, hãy ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay trước đấng có linh chánh tức truyền thiền cấp chí cho các vị, quý vị nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không thưa niết bàn, quý vị nên cố gắng bình an, nhìn thấy vẻ tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì các vị không biết không theo lời Ngài, vì vậy đi khắp trần ai, thiền tông Tân Diệu hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận quý vị nay ngộ thiền, thêm người đắc đạo đắc tiên, chánh tức truyền thiền chứng nhận cho các vị. Xin cảm ơn Thiền Gia Ngọc Lâm. Tiếp theo là phần trao bản cổ Bí Mật Thiền Tông cho các vị Tân Phật Gia. Mời năm vị Phật Tân Phật Gia Trần Văn Quận, Nguyễn Thị Thuận, Lê Bảo Trang, Nguyễn Hoàng Phước và Lâm Trường An bước ra giữa chánh điện để nhận bản cổ. Xin mời ba Thiền Gia Nguyễn Nhân, Thị Hoa và Văn Nhân lên trao bản cổ Bí Mật cho năm vị.